Chào tất cả các cô chú. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ. Hôm nay tặng mọi người một bài thơ nhẹ nhẹ. Làm theo lời bác dạy, sống trung thực thẳng ngay, Phương Hằng luôn xứng đáng được yêu thương mỗi ngày. Trái tim cô ấm áp dù bão táp mưa xa, Việt Nam chính là nhà giúp vượt qua tất cả. Cô làm nhiều việc thiện mà nhiều người chẳng tin, nhưng làm vì lòng tốt, cần chi họ phải nhìn. Lạc quan và vui vẻ, cô vừa trẻ vừa xinh, sống thì luôn hết mình, được triệu dân ngưỡng mộ. Dù mai này khởi tố, cô có bị gì đây, lòng con luôn vẫn sẽ yêu mến cô tràn đầy. Against the carpet, show your face and finish what you start.